Mình đã nhận được hàng nhưng mà cảm thấy là khá là thất vọng vì đang kết nối Bluetooth không kết nối được. Cái nút mà tắt mở này cũng rất là lỏng, kém chất lượng. Nói chung chầu cầu em đâu có ngờ rằng hai đứa xa lại. Sản phẩm tốt nha.